Tập 7. Nói mau, đã xảy ra chuyện gì rồi? Các vị thiếu tướng quân, hoàng thượng triệu kiến mọi người vào cung cấp. Có việc gì? Có liên quan tới chuyện Nhu Nhiên xâm lược. Đi, về thành. Đi, đi, đi. Tham kiến Vũ Dương điện hạ. Miễn lễ. Con cháu thị tộc Trường An nay đến đây xin nhận lệnh hoàng thượng, cho phép chúng thần đến biên cương bảo vệ giang sơn đại ngụy, tận trung với đất nước. Huynh thì là con cháu thị tộc nào, không một viên ngói ở Trường An. Yến Tuân thế tử, huynh nên quay về đi, tránh người xung quanh nghi ngờ huynh muốn mượn chuyện xuất chinh để trốn về Yến Bắc. Yến Tuân từ nhỏ lớn lên ở Trường An, lòng luôn nghĩ đến đại ngụy, tình như thủ túc với lại chúng ta. Tại phong huynh, ta thấy huynh lo nhiều quá rồi đó. Yến Tuân ta tuy là con tin, nhưng mà Yến Bắc ta thề chết tận trung với đại ngụy, tình như thủ túc với đại ngụy, môi hở răng lạnh, Yến gia trung thành tận tụy. Ngày hôm nay Yến Tuân ở đây lập lời thề, giải bày tâm can, một lòng vì đất nước. Nếu như trái lời, mang ra chém tại chỗ. Các vị thiếu tướng quân, vừa nhận được tin từ Yến Bắc truyền đến, định Bắc hầu Yến Thái Thành đã chiến đấu suốt 3 ngày ở biên giới, cuối cùng đã đánh bại Nhu Nhiên, rồi lại hứa sẽ cứu tế nạn tuyết Nhu Nhiên. Thủ lĩnh Nhu Nhiên đã khuất phục, nói rằng còn Yến gia thì Nhu Nhiên vĩnh viễn không xâm chiếm. Lệnh tôn Định Bắc hầu đúng là uy vũ thần dũng. Nguyên công tử, thánh thượng triệu kiến. Chỉ mình huynh ấy? Đúng vậy. Nguyên công tử mời. Hoài công tử. Vũ Văn Nguyệt, Ngụy Quý Phi thật sự vô cùng tán thưởng khanh đó. Đúng rồi, hôm nay trẫm muốn hỏi chính miệng khanh một việc. Điệp chỉ thiên nhãn của chi trưởng nhà Vũ Văn bây giờ tình thế ra sao rồi? Bẩm bệ hạ, 6 năm về trước, vì điệp chỉ thiên nhãn có nội gián mà không hay biết, cho nên quyết định không dùng nữa. Đến nay phần lớn đều trong trạng thái ngủ đông, chỉ còn bộ phận kinh kỳ được cung đình sử dụng. Nhưng sư phụ của thần Âu Dương Tiên Sinh vẫn luôn huấn luyện người mới. Một khi bệ hạ cần đến, chỉ trong 3 tháng, điệp chỉ thiên nhãn có thể hoàn toàn bắt đầu lại từ đầu. Được. Gần đây trẫm được tin báo của người trong cung, nói là Định Bắc hầu mở kho phát lương, cứu tế lưu dân, mua chuộc lòng người. Còn lưu dân thì đều đến Yến Bắc khai quan lập nhà. Thống lĩnh binh lính hẳn là Dương Thần. Định Bắc hầu biết cách làm quản lý, hoàng ân rải khắp thiên hạ. Trẫm còn nghe nói, lần này Nhu Nhiên lui binh, Định Bắc hầu và thủ lĩnh Nhu Nhiên lén lút qua lại. Nhu Nhiên chỉ nghe theo lời của ông ta. Trẫm muốn dùng điệp chỉ thiên nhãn của khanh chứng thực xem thực hư của tình báo
Trẫm không muốn ngồi đợi mối họa động trác đâu. Nhưng thần nghĩ rằng Yến gia không hề có giả tâm. Khanh nghĩ rằng nếu như chỉ dựa vào khanh cho rằng đã có thể phán đoán gia trung, trẫm còn cần điệp chỉ thiên giải của khanh làm gì? Truyền thánh chỉ. Vũ Văn Hoài, Vũ Văn Nguyệt nhận chỉ. Lệnh Vũ Văn Nguyệt lãnh binh phù, tạm chức tiền bộ cấm quân. Tạ Hoàng thượng Long Ân. Vũ Văn Hoài nghe chỉ. Đây là mật chỉ hoàng thượng ban cho ngài, ta không tuyên đọc nữa. Tạ Hoàng thượng Long Ân. Nguyệt công tử, Ngụy Hoàng quý phi mời ngài lên phía trước nói chuyện. Vũ Văn Nguyệt, bái kiến quý phi nương nương. Đứng lên đi. Tạ ơn nương nương. Dụng ý của hoàng thượng đã rõ ràng rồi, khanh phải suy nghĩ kỹ. Nếu như còn không hành động theo ta được biết, điệp chỉ thiên nhãn có thể sẽ phải đổi chủ. Tạ ơn nương nương chỉ điểm. Đi thôi. Hồng Sơn Diện. Hoàng thượng mật chỉ lệnh con đi điều tra chứng cứ Định Bắc Hầu mưu phản. Đây vốn là cơ hội hiếm có, nhưng mà không dùng được điệp chỉ thiên nhãn thì chúng ta làm sao hoàn thành được ý chỉ của thánh thượng. Hôm nay hoàng thượng thưởng binh quyền cho Vũ Văn Nguyệt ngay trước mặt con, lại có thêm điệp chỉ thiên nhãn trong tay. Đó là thực quyền nhìn thấy và không nhìn thấy. Tam phòng chúng ta chẳng phải bị thất thế rồi sao? Lão già Vũ Văn trước không còn nữa rồi, hình như cũng đâu có gì ghê gớm lắm đâu. Hoàng thượng muốn xem thử sự trung thành và năng lực của tam phòng chúng ta. Bây giờ việc nên làm nhất chính là phải loại trừ Vũ Văn Nguyệt cái gai trong mắt này. Hắn bẩm sinh đã có chứng hàn, mỗi năm đều đến đầu xuân hắn đều phải bế quan 3 ngày. Đến khi đó chính là thời cơ hành động tốt nhất. Còn có khắc tinh của hắn Tuyết Ngọc Cẩu, hắn cứ chờ thôi thớp đi. Cái con chó ngậm ngọc đó cũng đâu thể nào chạy đến nơi người biết kẻ thù của ngươi đang thôi thớp rồi. Ngươi phải tự mình trông chừng chứ. Vậy ý của ngươi là nếu như có một người sống đích thân ra tay thì sẽ không có sơ sót? Rất có lý, nhưng cần sát thủ bí mật, võ công cao cường mà lại không liên quan tới chúng ta. Năm đó khi ta còn tham gia điệp chỉ thiên nhãn, từng nghe nói một nơi bí mật tên Giảng Sanh Doanh, chuyên huấn luyện sát thủ mau lạnh, thủ đoạn vô cùng mất nhân tính thảm không kể xiết. Nhiều vụ án không điều tra được đều là do thích khách của Giảng Sanh Doanh gây ra.
Nhưng vì quy tắc huấn luyện không thành công cũng thành nhân, cực ít có người nào biết đến nó. Vậy làm sao mới tìm được? Kẻ trả giá cao. Tôn Nhi đã hiểu. Kế song sát. Nhạc quá. Đậm quá. Quá nóng. Pha trà mà cũng không biết hay sao. Ở đây có 10 ly trà. Công tử thích uống loại nào? Sau này Tinh Nhi sẽ chuẩn bị loại đó cho công tử. Đời người như bóng câu qua cửa, không cho phép cô thông thả chọn từng thứ một. Đến lúc gặp nguy hiểm, chỉ có một khoảnh khắc để cô phán đoán đúng hay sai mà thôi. Là đúng hay sai, dù sao cũng cần tận mắt mới là thực. Mỹ nữ Tây Dực. Thì ra là một cụ già râu ria rậm rạp. Đảo ngược qua lại là có thể thay đổi được nam nữ. Cô đã nhìn thấy cái gì? Có vẻ như người nữ này đã gặp phải nguy hiểm. Chắc chứ. Thì ra là có người đang cứu cô ấy. Chỉ là trong cuộc sống chưa chắc đã có nhiều chuyện trùng hợp như vậy. Ngày xưa có một vị đại sư dạy dỗ ba người đệ tử Tung, Hoành, Giang. Chỉ có người võ công cao nhất mới nhận được sự chân truyền của đại sư. Vậy là ba người họ đã tỉ võ. Võ công của Tung cao hơn Giang rất nhiều. Thế là Giang đã nổi sát khí, dung kiếm đâm về phía Tung. Sư phụ rất tức giận. Đây chính là 72 chiêu tế nhật kiếm mà sau đó Giang đã sử dụng. Sau đó Giang bị sư phụ đuổi xuống núi. Vậy trên núi chỉ còn lại Tung và Hoành thôi. Nhưng không biết lý do tại sao, ta cảm giác có chút thê lương. Sự thê lương mà cô cảm giác được không hề có lý, nhưng điều cô nói lại là đúng. Điều này có lẽ là cái gọi là trực giác. Hoành đi vào phòng của Tung, phát hiện khắp người Tung là máu. Tung chết rồi sao? Giang đã xuống núi. Tung chết rồi. Vậy chỉ có Hoành mới có động cơ giết người. Hoành là vì chân truyền duy nhất của sư phụ mà giết hắn. Cô chắc chắn chứ? Dùng cái này nhìn lại lần nữa.
Quá ra chiêu này của Giang. Phía dưới bảo kiếm của hắn có dấu ngân châm. Hắn dùng ám khí đã thương Tung. Bộ phận mà ngân châm đánh trúng ở trong đai lưng của Tung. Đai lưng màu hồng bó chặt, làm ngưng máu chảy. Mặc dù Tung có cảm giác đau đớn, nhưng luôn cho rằng đó chỉ là vết thương nhỏ, không đáng ngại. Sau khi quay về phòng, lúc hắn cởi bỏ trang phục đấu võ ra, máu lập tức phun ra. Thật ra đến lúc Hoành đi vào thì Tung đã chết rồi. Cô nói đi, đây có phải là trùng hợp không? Đây không phải là trùng hợp. Tất cả đều là bố trí của Giang. Hắn muốn đồng thời trừ khử cả Tung và Hoành. Mấu chốt nằm ở chỗ người khác muốn cô nhìn thấy gì thì năng lực của cô đã có thể khiến bản thân cô nhìn thấy gì. Cô phải biết lúc quan trọng nhất của cuộc đời một con người là lúc giữa đúng và sai, giữa sống và chết. Đầu óc có khả năng phán đoán quan trọng hơn là đôi mắt mù quáng. Quả nhiên là Vũ Văn Nguyệt. Công tử, hôm ở bãi săn người, có phải ngài cũng có tới không? Thanh Sơn Viện. Tiểu thất. Lục tỷ, tỷ là mũi sợ chết mất. Đi theo ta. Lục tỷ, tỷ làm gì vậy? Muội có biết nơi này là nơi nào không? Lúc nãy muội ở đó làm gì? Muội không làm gì hết. Hôm nay tới ngày muội trực nên đến đây dọn dẹp sân vườn, nhặt cỏ dại thôi. Nói thật đi, muội ở đó đào khe tường đã được bao lâu rồi? Muội chỉ những lúc ở trong phòng không có người mới đào thôi. Mỗi lần không vượt quá một nén hương. Đúng rồi Lục tỷ, muội nghe nói Vũ Văn Nguyệt mỗi năm vào ngày kinh trập đều sẽ bế quan dưỡng bệnh 3 ngày. 3 ngày đó là lúc hắn suy yếu nhất, có đúng không? Muội hỏi cái này làm gì? Không có gì, muội chỉ là khoét cái lỗ để thông gió nhưng lúc hắn bị bệnh làm hắn lạnh cống thôi. Muội có biết Vũ Văn Nguyệt có thể nhìn thấu mọi thứ không? Nếu hắn phát hiện chắc chắn sẽ bị phạt. Sau này đừng có mạo hiểm nữa.
Lục tỷ, tỷ thay đổi rồi. Tỷ thay đổi thế nào? Trước đây trong mắt tỷ luôn có một ngọn lửa, nhưng bây giờ đã thành mây mù rồi. Có phải tỷ đã bị hắn mê hoặc không ra tay được nữa không? Đương nhiên không phải. Chỉ là trước khi điều tra rõ sự gì, chúng ta không được hành động vội vàng. Nhưng chẳng phải chính mắt tỷ đã thấy hắn giết chết Lâm Tích ca ca sao? Mắt thấy là thật, còn gì mà dao động nữa. Tiểu Thất à, những thứ mắt nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Muội yên tâm đi, ta sẽ nhanh chóng điều tra rõ ràng. Nhưng mà trước lúc đó, chúng ta tuyệt đối không được bứt dây động rừng. Muội cũng không được làm loạn nữa, nếu không bị người khác phát hiện, chúng ta đều không sống được, biết chưa? Dạ. Mau đi thôi. Nói dối. Mọi thứ đã bố trí xong rồi. Được, đi đi. Dạ. Công tử, Thanh Sơn Viện, mọi thứ vẫn bình thường chứ? Mỗi năm giờ này đều như thế, nguyệt vệ canh phòng nghiêm ngặt, không lộ khe hở. Xin công tử yên tâm bế quan dưỡng bệnh. Đi đi. Dạ. Giảng sinh doanh, mục tiêu là ai? Sau nửa canh giờ nữa sẽ có người đi ngang qua nơi này. Phi Mã Điệp Giả. Tin tức quả nhiên nhạy bén. Tình báo của Lân Hoàng Vũ Tiễn chỉ có chủ nhân của Điệp Chỉ Thiên Nhãn mới có thể mở ra. Ngươi làm như vậy chẳng phải là uổng công sao? Ai nói ta muốn có tin tình báo chứ? Đây là vật báo trong thiên hạ, chắc chắn có thể làm bộc phát bệnh hàn của Vũ Văn Nguyệt. Nhớ kỹ, vẫn là cách cũ, mượn dao giết người. Dạ. Tới đây làm gì? Công tử có lệnh, người chưa được lệnh mà xông vào lập tức giết không tha. Làm gì mà hung dữ vậy? Bộ ta muốn thấy bộ mặt lạnh lùng của cô hả? Thứ này là do thái phu nhân tâm phòng biết công tử đang bế quan tĩnh dưỡng, có ý kêu ta đưa tới đây, nói là có thể giúp công tử thư gân bổ khí. Thái phu nhân tam phòng đưa sao? Vậy đi, ta cũng không muốn làm khó cô. Vậy thì thứ này cô hãy đưa vào cho công tử. Nguyệt vệ đã kiểm tra chưa? Thứ quý giá này nguyệt vệ không kiểm tra, ta có thể mang vào được sao? Hả? Được rồi, giao cho ta đi. Người không có nội công, ôn tuyết ngọc cẩu này, hàn khí xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, chắc chắn sẽ chết bất đắc kỳ tử. Tuy nhiên, mong là cô ôm nhiều một chút, mượn tay của cô đưa Vũ Văn Nguyệt đến Tây Thiên trước, sau đó cô cũng chết luôn đi. Tinh Nhi cô nương, xin hỏi cô có việc gì hay không? À, là lễ vật của thái phu nhân tam phòng đưa đến. Công tử còn đang bế quan, hiện tại không ai được vào trong phòng. Cô hãy đợi ở đây một lát đi. Được.
Tiểu Bác. Nguyệt Thấp Tam ca, ta đến đưa Ngải Cứu xua đuổi ruồi muỗi. Làm phiền rồi. Ta có thể nói vài lời với Lục tỷ được không? Cứ tự nhiên. Lục tỷ, sao môi của tỷ tái nhợt vậy? Chắc là do Tuyết Ngọc Cẩu này lạnh cống, nhưng mà là một bảo vật giải nóng đó. Ở đâu ra vậy? Là Cẩm Chúc đưa tới. Mau đi về đi, nơi này không cho người ngoài ở lâu đâu. Thôi được. Sao lại lạnh như vậy? Nhưng mà trong người lại như lửa đốt vậy. Năm dặm ngoài phủ thấy mũi tên tín hiệu hắc tinh thạch. Điệp giả cần cứu. Quỳ thập tam. Có. Bảo vệ công tử. Có. Lập tức triệu tập nhân lực đi theo ta. Mấy người các ngươi đi theo ta. Có. Cô ở đây làm gì? Ta lén la lén lút vào cấm khu. Bắt giam bả lại. Dạ. Thả ta ra. Đi mau. Bắt ta làm gì chứ? Người mau xử lý thi thể đi. Đó. Yeah!
động tĩnh, chúng ta đi xem thử. Dừng tay. Rồi, ai phái các người tới đây? Tử, ngài không sao chứ? Đều tại quyệt thất lỗ mãn mới dẫn đến chuyện thanh sơn diện không có phòng bị. Công tử, công tử, thất ca. Giảng sinh doanh,
Giảng Sinh Doanh. Nguyệt Thập Tam, đi điều tra khắp Thanh Sơn Viện. Dạ. Công tử, à, Nguyệt công tử là bị độc rắn thất bộ đảo làm thương, may mà công tử cứu chữa kịp thời, hơn nữa là có nội công, tóm lại là không có nguy hiểm đâu. Đây là linh dược loại bỏ độc rắn, công tử uống nó sớm sẽ khỏe ngay thôi. Làm phiền rồi. Bọn họ đều đáng nghi ngờ, cần điều tra từng người một. Ta không biết chuyện gì hết, thả ta ra đi. Đây vốn không liên quan tới bọn ta, rõ ràng là do Tinh Nhi làm. Tinh Nhi là tỳ nữ thân cận của công tử, chỉ có cổ hầu hạ công tử, cũng chỉ có cổ mới có thể vào phòng ngủ của công tử. Ai nói chỉ có lục tỷ của ta? Nói không chừng là tỷ lén lút vào phòng của công tử. Kim Tiểu Bác, trước mặt nhiều người như vậy, cô không có bằng chứng mà đổ oan cho ta. Được thôi, vậy để ta kể một chuyện tất cả mọi người của Thanh Sơn Viện đều biết. Lâm Tích độc hại lão gia tử, bị công tử giết trước mặt mọi người. Nhưng công tử nhân từ đã tha cho các cô, nhưng không ngờ họ Kim các cô toàn là lan sói ăn cây táo rào cây sung. Tỷ nói bậy, lục tỷ của ta lúc đó rõ ràng ôm Tuyết Ngọc Cẩu thay tỷ. Tỷ ấy làm gì có thuộc phân thân, đi thả rắn gì chứ? Phải, tỷ muội các cô hai người không phải là thuộc phân thân của cổ sao? Nguyệt Thất, bọn họ mang họ Kim chính là chủ mưu ám hại công tử, mau bắt bọn họ lại. Tỷ nói bậy. Cấm miệng. Kinh Tiểu Thất kia lén la lén lút, hiềm nghi lớn nhất. Trông cô ta cho kỹ, ta phải đi điều tra Tuyết Ngọc Cẩu kia. Dạ. Thất tỷ. Đại phu, làm phiền ông xem vật này. Trong tượng ngọc này có chứa vật cực hàn, chỉ có người có nội công mới không bị độc hàn của nó xâm hại thôi. Nếu như người bình thường tiếp xúc với nó, độc hàn này sẽ tấn công vào lục phủ ngũ tạng. Mau, mau đem vật cực hàn này đi đi. Công tử trên người có bệnh hàn, một khi tiếp xúc với vật này sẽ xảy ra án mạng đó. Nguyệt Dệ, mau đem vật này mang đi. Dạ. Đột kích, rắn độc, Tuyết Ngọc Cẩu, đây đúng là một trò liên hoàn. Hay là như vậy, ta sẽ kê thuốc bổ ngăn ngừa bệnh hàn cho công tử, có thể đảm bảo công tử bình an. Vất vả rồi. Đại phu, ta vẫn muốn nhờ ông giúp ta khám cho một người. Nguyệt công tử à, tại hạ tốt xấu gì cũng là một sĩ tộc, tuy rằng sa sút nhưng vẫn chưa suy bại tới mức chẩn trị cho một ả nô tỳ. Nguyệt công tử, tại sao lại sỉ nhục ta như vậy? Xin cáo từ. Khoan đã. Sĩ tộc, hôm nay ta có thể khiến thành Trường An bớt đi một sĩ tộc, có thêm một nô lệ. Ngài cậy thế hiếp người. Đúng vậy. Ah.
tỳ nữ này thể chất có vẻ bình thường, nhưng trong cơ thể là ẩn giấu một thứ nội công vô cùng đáng sợ. Ông có biết là nội công gì hay không? Mạnh mẽ vô cùng, chưa từng thấy bao giờ. E là do nhiều năm trước cô ta bị một thứ ngoại lực mạnh tác động mà ra, nên mới phong bế thứ nội công đáng sợ trong cơ thể cô ta, không thể thi triển. Nhưng mà một khi bị dẫn ra thì cô ta sẽ không thể kiểm soát được nữa. Cũng như bây giờ vậy, sắc mặt cô ta không khác gì ngọn lửa đang thiêu cháy, trong vòng nửa ngày sẽ thiêu đốt trái tim mà chết.